Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Tại kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua công ty Vivaland mua vốn góp của công ty Singapore từng bước thâu tóm dự án khu đô thị tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dự án khu đô thị và khu tái định cư Sinh Việt xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, gọi tắt là dự án khu đô thị sinh Việt. Dự án này có quy mô 331 ha, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 2 000 Chủ đầu tư dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh Việt, tức công ty sinh Việt. Tuy nhiên, 100% vốn của công ty sinh Việt thuộc sở hữu của công ty Amalen PTE, doanh nghiệp được thành lập tại Singapore được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 1997. Nhưng đến nay, sau 27 năm, dự án khu đô thị sinh Việt vẫn chưa triển khai do chưa có giấy phép xây dựng. Dự án có vốn đầu tư dự kiến 300 triệu đô la Mỹ, chia làm hai khu. Trong khi khu tái định cư đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, thì khu đô thị vẫn chưa đền bù xong. Tháng 4 năm 2020, Amalen ký hợp đồng chuyển nhượng vốn tại công ty sinh Việt cho công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam SVIC với giá 170 triệu đô la Mỹ. SVIC đã đặt cọc cho Amalen 16,5 triệu đô la Mỹ, sau đó chuyển thêm 100 triệu đô la Mỹ vào tài khoản phong tỏa. Tuy nhiên, Amalen đã không chuyển giao cổ phần tại công ty sinh Việt mà còn yêu cầu SVIC hủy hợp đồng, hứa sẽ trả lại 50% tiền đặt cọc. Vì SVIC không đồng ý cách giải quyết trên, nên Amalen đã khởi kiện ra tòa án tại Singapore. Phía SVIC cũng khởi kiện Amalen ra tòa án tại Việt Nam để yêu cầu đối tác tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tại bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua công ty Vivaland mua vốn góp của Amalen tại công ty Sinh Việt. Theo kết quả điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã mua 100% vốn của Amalen. Trong đó, 97% do công ty Rezonaland nắm giữ và 3% còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ. Trong khi vốn góp của Amalen tại công ty Sinh Việt đang có tranh chấp với SVIC. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo luật sư làm thủ tục chuyển nhượng 97% vốn của Amalen từ Regionalen sang cho con gái Chu Duyệt Phấn. Hồ sơ chuyển nhượng 97% vốn nói trên đã được nộp cho cơ quan chức năng Singapore từ tháng 9 năm 2023. Đến nay, phía Singapore đã từ chối thực hiện thủ tục vì biết thông tin vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành ủy thác tư pháp cho cơ quan Tổng trưởng lý Singapore thực hiện tương trợ tư pháp hình sự, xác minh hồ sơ pháp lý, chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan đến Amalen, Rezonalen, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn để tòa án xem xét, xử lý. Mới đây, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về hình thức kỷ luật với Đại Đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng. Các phát ngôn và thuyết giảng này làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Do đó, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã bị nghiêm cấm, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm. Tuy nhiên, gần đây trên fanpage mang tên Thầy Thích Nhuận Đức với hơn 130.000 lượt theo dõi, kênh youtube Thầy Thích Nhuận Đức bài giảng với 12.000 lượt đăng ký, được cho là vẫn phát livestream thuyết giảng, có sự xuất hiện của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Mỗi ngày có từ 2 đến 3 phiên phát sóng trực tiếp trên các trang fanpage, kênh youtube nói trên. Điều này khiến nhiều người thắc mắc. Đại Đức Thích Nhuận Đức bị nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức, tại sao vẫn phát trực tiếp liên tục? Việc thực thi kỷ luật nghiêm cấm của Trung ương Giáo hội có thực sự nghiêm túc hay không? Liên quan đến sự việc này, theo thông tin từ báo giác ngộ đơn vị này đã chuyển thông tin đến một trong những vị phó văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam được vị này chuyển hồi đáp từ ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đó là bài cũ theo đó việc phát trực tiếp dù là các bài giảng cũ liên tục trên mạng xã hội như những ngày qua nếu không có cách giải thích hoặc thông tin nói cho rõ sẽ dễ gây nên hiểu lầm nhất là đối với những trường hợp tế nhị là người đang chịu kỷ luật biệt chúng sám hối và mới bị giáo hội nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thành, 24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo nội dung vụ việc, trước đó, chị L.C., 24 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, quen biết đối tượng Nguyễn Minh Thành thông qua kết bạn qua mạng xã hội Zalo, sau một thời gian trò chuyện thì phát sinh tình cảm. Trong quá trình nhắn tin, gọi điện qua lại, đối tượng Thành đã gợi ý chị LC khỏa thân cho Thành xem. Quá trình khỏa thân Thành đã lén chụp lại những hình ảnh nhạy cảm của chị LC, lưu trữ trong điện thoại. Thời gian từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 6, Thành sử dụng tài khoản Zalo tên cô đơn gửi ảnh nhạy cảm cho chị C để tống tiền, Thành dọa nếu chị C không chuyển tiền sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội. Do bị đe dọa nên chị C đã chuyển cho Thành số tiền 500.000 đồng. Thành tiếp tục yêu cầu đến ngày mùng 10 tháng 6 phải chuyển tiếp 1 triệu đồng cho Thành thì sẽ xóa toàn bộ ảnh khóa thân của chị C, nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng và nơi làm việc. Lo sợ, chị C đã đến đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Xoài trình báo. Sau đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Xoài đã vào cuộc điều tra và phối hợp công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Minh Thành. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã dùng ảnh nóng tống tiền chị LC và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Điều bất ngờ là trong quá trình trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Thành, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời thu giữ nhiều hình ảnh nhạy cảm khác có khả năng đối tượng đã dùng để cưỡng đoạt tài sản của nhiều bị hại khác. Sau khi nhận được thông tin, ông Thích Minh Tuệ ghé về thăm nhà sau 6 năm rất nhiều người đã tìm tới nhà cha mẹ ông thích minh tuệ theo người anh trai của ông thích minh tuệ những ngày qua ông có ghé nhà một thời gian khi ông về gia đình rất mừng vì được gặp lại người thân địa phương cũng hỗ trợ để em trai ông làm căn cước công dân tuy nhiên có nhiều người đã đến nhà tìm gặp trong số này ngoài những người là bà con thân quen của gia đình còn có khá đông youtuber và tiktoker và những người gia đình không quen biết những điều này làm người thân ông thích minh tuệ phải tiếp khách rất nhiều Do đó, các cụ thân sinh của ông Thích Minh Tuệ chỉ có thể tiếp khách khi nào khỏe mạnh, nếu mệt phải đóng cửa để nghỉ. Anh trai ông Thích Minh Tuệ cho biết, vẫn có một số YouTuber và TikToker ghi hình ảnh tùm lung của gia đình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí một số người còn giả làm nhà sư tìm vào nhà cha mẹ ông Thích Minh Tuệ để khất thực, xin ở lại trong nhà, vờ dơ điện thoại bên trong nhà để lấy lý do vào nhà nhằm ghi hình. Cá biệt, có người còn trèo ra để vào trong nhà rồi ngủ luôn trong vườn. Đến sáng, khi thấy không có ông Thích Minh Tuệ ở nhà thì mới rời đi. Cũng theo người anh trai của ông Thích Minh Tuệ, thậm chí gia đình còn nắm được thông tin, một số người đã tìm tới tận nhà, lợi dụng để vận động, kêu gọi ai yêu mến ông Thích Minh Tuệ thì gửi tiền hỗ trợ. Gia đình khẳng định những việc này không hề liên quan đến gia đình hay ông Thích Minh Tuệ. Trong thời gian tới, gia đình ông Thích Minh Tuệ mong muốn các YouTuber và TikToker để cho ông Thích Minh Tuệ được tiếp tục tu hành, học tập bình thường, đi khất thực theo ý nguyện của mình. Người anh chia sẻ. Ông Thích Minh Tuệ cũng không cần ai đi theo, bảo vệ, mà chỉ muốn tu tập theo con đường hạnh đầu đà của Đức Phật. Công an xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai 10 tuổi mất liên lạc nhiều ngày với gia đình. Danh tính bé trai được xác định là Nguyễn Trần Duy Anh, 10 tuổi, tên thường gọi là Ni. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi, con trai bà là cháu Nguyễn Trần Duy Anh mất tích nhiều ngày gia đình nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Bà Hương cùng hai con của mình, một trai và một gái, thuê trọ ở hẻm đường Lê Thị Hà, ấp Tránh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hương không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày bán vé số dạo để nuôi gia đình. Theo lời kể của bà Hương, có lúc bà Hương chở theo con trai Nguyễn Trần Duy Anh, 10 tuổi, đi bán vé số cùng. Tuy nhiên do bệnh chuyển nặng, bà Hương bị ung thư. Sáng ngày 29 tháng 5, thấy người mệt mỏi, nên bà Hương nằm ở nhà, duy anh cầm vé số đi bán một mình. Đến tối 29 tháng 5, bà Hương không thấy Duy anh về nên cùng mọi người đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp. Bà Hương cho biết Duy anh đang theo học lớp 1, học buổi tối phổ cập giáo dục tại một trường trên địa bàn và đang nghỉ hè. Tại thời điểm đi bán, trên người cháu Duy anh chỉ có 70 tờ vé số và không có tiền mặt. Cũng theo bà Hương, khi đi tìm Duy anh, có người cho biết khuya 29 tháng 5 có thấy bé trai được một người nam giới chạy xe máy chở trên đường song hành. Sáng 30 tháng 5, người dân phát hiện bé trai đi bộ trên đường Trần Văn 10, huyện Hóc Môn và từ đó đến nay thì không có thông tin gì về Duy Anh. Sau nhiều ngày tìm kiếm cháu Nguyễn Trần Duy Anh không có kết quả, ngày mùng 10 tháng 6, bà Hương đã đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị mất tích.